Kia coi tôi chào bạn ha. Nay mình tiếp tục chuỗi cái công việc game ở New Zealand nha. Cái tiệm game hồi sức ở New Zealand. Thì bữa mình nói là sau khi mà đến trước khi buổi làm thì mình kiểm tra hết cả cái máy game mê, tổ dụng cụ game mê, chuẩn bị đầy đủ dịch truyền và đầy đủ các dụng cụ. Thì sau khi đó thì bác sĩ game mê sẽ đến và đến một cái giờ, khoảng như bên mình là 8:10 sẽ gọi là họp giữa bác sĩ game mê hay kỹ thuật game mê, điều dưỡng và sĩ phẫu thuật ha. Thì ngày hôm đó chương trình có những bệnh nào ha, bao nhiêu bệnh ha, buổi sáng bao nhiêu ca, buổi chiều bao nhiêu ca. Khi đó bác sĩ phẫu thuật sẽ nói ca nào và mình đi từng ca. Thì khi đó bác sĩ phẫu thuật sẽ hỏi bên điều dưỡng dụng cụ đầy đủ không, bên gây mê có vấn đề gì không trường hợp này ha. Thì đó, thì trong quá trình thảo luận như vậy thì mình ngành kỹ thuật gây mê của mình là mình ghi lại những gì mà mình phải take note lại ha, những gì quan trọng nha. Sau khi họp thảo luận xong thì bác sĩ game và cái thuyền viên game sẽ tiếp tục thảo luận với nhau ha. Ca này mình sẽ dùng cái gì về airway, đường thở, mình dùng đặt tip hay là đặt LMA ha, đặt ống nội khí quản hay là đặt mắt thanh quản hay là hệ tiêu thủy sống hay là chỉ là sedation ha. Đó thì sau đó như vậy thì bác sĩ game sẽ bắt đầu lấy thuốc và chuẩn bị thuốc nha. Bác sĩ game sẽ rút thuốc và chuẩn bị thuốc, còn lại như mình thì cái thuyền viên game thì mình bác sĩ nói hôm nay đặt cai đặt nội quản thì mình phải chuẩn bị ống nội quản, đèn nội quản ha. Bên đèn nội quản thì bác sĩ mình sẽ hỏi bác sĩ cái mê là bác sĩ muốn đặt gọi là video laryngoscope hay là đặt loại classic bình thường ha. Đó. Thì bên này hai cái, bên này sẽ có bác sĩ cái mê và một cái registrar ha, bác sĩ sơ bộ cái mê ha. Thì đó, thường phòng mổ thường có một bác sĩ gây mê, một bác sĩ sơ bộ gây mê và một kỹ thuật viên gây mê, sẽ có ba người phụ trách cho gây mê và một điều dưỡng gây mê là một người sẽ đi với mình dẫn bệnh vào nhé. Đó, sau khi mình set up đầy đủ ca đó của mình, bác sĩ gây mê lấy thuốc xong, mình đi hỏi bên điều dưỡng là dụng cụ đã ok chưa, rồi hỏi bác sĩ gây mê ok dẫn bệnh vào chưa, thì bắt đầu mình dẫn bệnh vào nha. Thì video tiếp theo mình sẽ nói là dẫn bệnh thì những gì mình sẽ check bệnh nhân những gì trước khi mình dẫn bệnh nhân vào nhé. Rồi các bạn có vấn đề nào thì các bạn cứ comment dưới, mình sẽ trình bày về cái hình thức làm việc bên New Zealand nha. Hy vọng các bạn sẽ subscribe kênh mình nha, đăng ký kênh mình và like nhé. Rồi xin chào các bạn nha.